nào làm món này. Món này là my favorite. Ngu hồi nãy ngon lắm mà tại vì đang để nó bị ốm nhưng mà cũng được, cái bếp nó giòn lắm. Bếp nó dai lắm, nó dẻo lắm. Bếp nó dẻo lắm. Ở đây gần gần được nha. Rồi cứ trời ơi quá đã luôn. Cái chỗ này là bắt ốc bắt sò là chắc nhiều lắm á. Tại đâu quay được. Nhìn nướng bà rịa hả? Bà rịa